Trở lại vấn đề mà sinh hoạt hành pháp hàng ngày đó, bây giờ khoa không có còn đi làm cho nên giờ giấc sẽ rộng rãi hơn. Yeah. Thì đại khái cụ thể là sáng trưa chiều tối hành pháp là sao? Yeah. Em thì bây giờ em có lịch, thì khi mà em ngồi giờ tí xong thì em bữa nay em thấy em khỏe thì em sẽ thở phát đường chiếu minh trước khoảng 4:30, rồi em ngồi tới 5:30 hoặc 6:00. Còn bữa nào mà em bận hoặc là em ngủ thì em ngồi thiền trước, rồi cái em xem vô 9:10, 9:08, 9:00 vậy đó em sẽ thở. Rồi thở là pháp lên thường chuyển hay là pháp lên chiếu minh? Em thở pháp lên, em tính thở chiếu minh một ngày 3 lần đó chị. Em xem vô để em muốn trị cái đường ruột vậy đó. Tóm lại nó một ngày sau một mấy lần. Một ngày thì em xoay hồn đó, thì đi sáng em ngồi em cũng xoay hồn với lại pháp luân thường chuyển. Còn có thời gian thì em thiền định, còn không thì buổi sáng thì em không có thiền định. Rồi trưa thì em thở chiếu minh 11 giờ hoặc 11 giờ rưỡi em thở chiếu minh, rồi em ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ. Rồi cái lịch của em vậy là chiều tối thì cơm nước xong là em niệm, sau khi ăn xong rồi em mới cộng khoảng 7:30, 8:00 tùy theo gia đình sắp xếp công việc, thì em thở ý em mới mật niệm bát chánh. Rồi em thì em lại kiến em hay lại kiến giấc tối, ý có giấc sáng cho sao em lại kiến giấc tối, có khi gia đình em bận á, cho nên em cũng tính hỏi chị Mỹ Kim là em giấc sáng á, em ngồi thiền xong em lại kiến có được không? Được chứ. Miễn là thường thường thầy nói là sáng làm trục lại, tối làm trục lại, ngày trăm lại. Dạ, nhưng mà em chưa có làm được hả? Ngày trăm lại mà lại đúng như chị Mỹ Kim là mà hồi sáng giờ em lại 50 lại, em còn lại chưa hết nổi luôn á, phải lại 2 lần á. Tại hôm trước nay em làm sai, hôm bữa cái tay em để sai. Cái tay để đúng thật phải nói là nó phải chịu cái lực lên thì mới nó mới trị bệnh, nhưng mà hỏi em sai lắm chị sửa, thì em sẽ cố gắng em thở. Em cũng phấn đấu thở một ngày 2 lần mà chưa được. Thở hay là lại? Có làm cái chuyện là chữa hưởng dưỡng khí buổi sáng? Có chị, sáng em có, sáng nào em cũng có làm hết. Em thở. Còn vậy giống như hàng tuần thì sao? Cái đặc biệt trong tuần cuối tuần hay ngày nào cũng vậy? Chuyện dưỡng khí hả chị? Không, mình nói chuyện mà hành pháp. Không, ngày nào cũng vậy. Trừ khi thí dụ có khách hoặc là có cái gì đó bạn bè đến hay gì, hoặc em về thăm má em mà em đi ngay cái giờ mà không ấy thì em cố gắng vậy đó. Tại em thấy em dở quá, em phải ráng phấn đấu. Tại vì mình thấy tối thứ bảy mà lúc mà sinh hoạt nên mình chứng minh này là sáng chủ nhật đó, cho nên mấy cái lúc em ngồi thiền trễ. Không đúng rồi, ý mình là trong những sinh hoạt mà trên mạng đó. Dạ. Thì mình thấy thường thường đó là như là mấy bạn đặc khác đó thì họ đều đặn. Dạ. Họ vô đúng giờ. Hồi qua thì bận rộn đủ thứ, lúc thì đám cưới con, lúc thì con mở tiệm, lúc thì mẹ vô máu gì đủ thứ hết á. Thì có dự định là mình sẽ thu xếp kiểu nào để mà làm tất cả những chuyện khác linh tinh thì tới giờ sinh hoạt của cái tám đó thì sẽ giống như là thì đều đặn các bạn khác. Dạ. Và có thấy được cái giá trị của trao đổi học ở trên 1:8 nó, tại cái đó trong tuần không thể nào. Dạ. Mỗi ngày không thể làm một mình được phải không? Dạ, đúng rồi. Đó, thầy đang muốn hỏi là có thấy là đáng công hay là đã thấy được cái giá trị hay thấy cái gì nó vui vẻ để mà mỗi tuần mình dành một giờ đồng hồ cho cái sinh hoạt trên mạng chung với các bạn đạo khác. Cái phần này để em nói cho chị Mỹ Kim hiểu cái chỗ này. Thật sự ra là thời gian vừa rồi là bận lắm. Thí dụ như em phải đi đám cưới liên tục mấy đám. Rồi với lại có những cái như vậy. Thí dụ như những cái ngày chủ nhật mà ảnh không có đi làm. Thì em nói riêng cho chị hiểu là như vậy. Cũng có mà cũng ít lắm. Nhưng mà thường thường em bận, ví dụ về má thì con trai em nó rảnh thì nó mới trở về ngày đó. Còn không, nếu mà không có nó đi thì em sẽ chọn ngày khác để ngày đó nhà mình học 1:08. Còn có những cái ngày không trùng đám cưới mà nó lại liên tục, mà cũng có ngày ông xã em ổng không có đi làm, ảnh muốn em không học để ngồi nói chuyện với ảnh. Thì đúng rồi, cho nên là vợ sống tu. Dạ, cho nên em thì thật sự ra em
em thấy sinh hoạt 1-8 rất hay, có một số bạn đạo thì nói mất thời gian nhưng mà em thấy rất hay, tại vì người mới thì mình học cũng có chuyện để mình học, rồi người cũ cũng có chuyện để mình học, mà là đa số là nói ra những cái mình có, những cái là mình không có biết, rồi mình học qua những cái đó. Còn thí dụ như gặp như trên học 1-8 thấy như chị Mỹ Kim rồi anh Minh, rồi có những cái mà hồi xưa ở gần thầy, thầy có dạy cái này cái kia, có em đâu có nghe được hết những cái cuốn băng của thầy, những cái câu chuyện mà nó liên quan tới pháp, em thấy em đâu có biết hết được, cho nên em cũng cần để gặp bạn đạo để trao đổi. Và em thấy là nhắc nhở mình để mình lười biếng, em thấy cái điều đó rất là hay. Em không có sợ học 1-8 mà tại vì em phải sắp xếp gia đình. Thì cái điểm mà mình thấy bạn đạo mà hay giống như là hay nhắc tới là tại sao mà không có hứng thú gì lắm á. Yeah. Những câu như hôm nay bé có khỏe không? Yeah. Bé có ngủ được không? Cái câu này thầy hỏi thì bé trả lời đi, thì thấy không có cái gì để mà có thể học hỏi được. Thì hoặc là máy bay bay từ Paris đi qua tới Hồng Kông, bé trên máy bay có ngủ được không, hay là mấy cái câu đó thì bạn đọc không có thích, thì theo Thoa thì cảm thấy thế nào về những cái câu mà giống như là nó giống như nó thường quá đó, đúng rồi, không có cái gì cao siêu hết. Thì hồi đó em thấy phải nói là 1-8 này là phải nói là rất cảm ơn chị Mỹ Kim. Tại vì á nếu mà không có đầu tàu thì cái đuôi nó không có hoạt động được. Nhưng mà chị Mỹ Kim là ở bên đó là cũng có ở cái thiền viện, rồi cũng gần thầy. Chị Mỹ Kim cũng có triển khai ý và có gợi ý, cho nên là em thấy cũng có nhiều cái hay. Thí dụ như những cái câu nãy giờ chị Mỹ Kim nói, theo như em á, thì thí dụ như thầy hỏi là từ máy bay bay từ đây tới kia gì đó, thầy làm gì. Riêng em á, thì em thấy là thầy hỏi câu đó giống như là thầy hỏi mình là, và mình tự hỏi mình, rồi là thầy cũng nhắc nhở mình lên máy bay trong khi nó rảnh như vậy đó thì mình làm cái gì. Thì em thì em hiểu, riêng em thì em hiểu như vậy, thì lên máy bay thì em rảnh thì em niệm Phật, rồi thì mình suy nghĩ lát mình đi qua, mình tới đại hội thì mình sẽ như thế nào, thì là hình như là em niệm Phật nhiều vậy đó chị. Em thấy là đó là nhắc nhở mình. Yeah. À, mình thì mình thấy học 1-8 giống như là theo bước chân thầy đó. Yeah. mỗi ngày mỗi đêm thầy trên trời thầy thiện xong, trên trời thầy đem điện xuống, thầy mới là viết một câu hỏi thì con trả lời. Thành ra đó, như sự hoạt hành của thầy đó giống như là mình ở bên cạnh thầy. Yeah. Lúc thì thầy đi bay, lúc thì thầy đi bộ, lúc thầy ngủ, nhưng mà ngoài ra những câu khác thì dĩ nhiên đang nói những cái câu mà bạn thường thường không thích đó, còn những câu khác dĩ nhiên là nó giống như là thuần túy, có nghĩa là bạn đã thấy là đúng. Những cái câu bạn đã không thích đó mình chỉ nhấn mạnh bạn đó thôi, chứ không phải là 1-8 tiếp toàn những cái câu như vậy. Yeah. Thì cái điểm mình thấy là giống như mình được cơ hội hàng ngày theo thầy. Hôm nay thầy tiếp bạn đạo, bữa kia thầy phải đi xa, bữa nọ thầy thế này kia, thì giống như là mình được đồng hành với thầy. Yeah. Cho nên đó, thầy mới đặt cái tên là đồng tu chơn hành, có nghĩa là thầy với mình nó không có xa. Yeah. Cái chuyện mà thầy ăn, thầy ngủ, thầy đi máy bay cũng giống như mình, thành ra mình không có thấy một sự cách biệt nhiều. Và khi mà mình biết được trong cái hoàn cảnh nào mà thầy hỏi câu đó, dĩ nhiên là nhiều khi mình đọc câu đó mình nói à, cái câu này là bạn đã đang muốn thầy đóng kịch để mà thông hình quay hình. Yeah. thì khi mà mình biết được những cái chuyện đó thì giờ mình thấy thầy không có khoảng cách. Giờ mình thấy thầy giống như nó Phật Thích Ca, Phổ Hâm, nó xa vời. Còn thầy với mình là như nó gắn nhau, và chúng nó giúp cho mình có thể kết hợp, kết nối với cái luồng điển vô vi của mình với luồng điển của thầy, cái đó là điểm quan trọng nhất. Còn có 1-8 chỉ là một phương tiện mà thôi. Thôi mình trở lại cái chuyện, tại mình cũng sắp hết giờ, mình trở lại cái chuyện của mình là ngoài cái đề sinh hoạt tâm linh hàng ngày, hàng tuần, còn hàng năm cho nên đổ bộ hàng năm thì lần này là đi đại hội. Yeah. Nhưng mà có dự định là và năm sau rủ ông xã đi thử một lần cho biết. Dạ. Và dự định là nếu mà không đi thì là mình cũng giống như gặp đời sẽ động cho mình đi tiếp, tại vì thấy cái giá trị của đại hội là hàng năm. Em cũng dự định nói vậy, cũng em cũng tính như chị Mỹ Kim nói vậy, em cũng có nói là về tâm linh, những cái tầm quan trọng về tâm linh như vậy, thì anh thấy mình đi đại hội đó là đại hội về tâm linh,
chứ em thích đi lễ hội chứ em không có thích đi du lịch. Em mới nói anh xã em như vậy, tại vì anh đi đại hội vô vi của cái pháp của mình thì anh thấy về tâm linh á, tại anh chưa có thiền nhiều, anh chưa có hiểu về vấn đề điển về tâm linh á, nó hay lắm. Anh đi với em một lần, tôi biết cái ảnh có hứa, nhưng mà em cũng xin thầy để năm tới cho xã con đi với con. Tỉnh thoảng là xin chứ đừng xin chạy ngoài thầy ít nữa nha. Nhưng mà ngoài ông xã ra có thể là nghĩ tới thế hệ kế tiếp là con cái mình ảnh hưởng được chút nào hay không, hoặc là ảnh hưởng anh chị em hay là cha mẹ có ngoài ông xã ra có vợ nhiều người khác là thân nhân bạn bè. Em có 2-3 đứa em, mà có 2 đứa nên nó cũng theo em nó ngồi thiền. Thì hồi năm rồi nó cũng có đi, nhưng mà rốt cuộc năm rồi đi lại không thành công. Sao vậy? Tại vì đi cái diễn viên Nam Châu đó, đi rồi đâu có sinh hoạt gì được. Ok, đại hội em diễn viên. Dạ, đó, rồi đi ở Miến Điện thì nhiều tiền quá, mà thật sự em thì nó cũng không khá giả lắm. Cho nên là em rủ nó đi, nó không có chịu đi. Hoặc là không nhất thiết là rủ đi đại hội, có thể là rủ vô sinh hoạt trên mạng, hoặc là đại khái nói chung á, quan trọng nhất là mình thầm tu thầm tiến, mà đâu phải lúc nào cũng phải đi đại hội gặp bên ngoài. Mỗi đêm mình thiền hoặc là nhân bạn giải của thầy, ý mình nó là ảnh hưởng được thân nhân bạn bè trong có nhiều cách. Thì thiền thì em có ảnh hưởng thì cũng có 1-2 người em hướng dẫn, là em kỳ này em mới xin cái cuốn Thực Hành Tự Cứu về cho mấy cái cô kia biết mấy chục năm mà giờ cổ mới ngồi thiền theo. Cái thật ra dịch trên mạng cái gì cũng có hết á. Chỉ cần cho họ vài cái link em có cho số đạo vô vi rất là tốt là có nhiều video, nhiều audio. Còn vô vi library, vô vi clip đó, thư viện vô vi đó thì nó cũng có đủ hết, là audio thôi. Rồi ngoài ra YouTube cái gì bây giờ lên Google mình đánh mấy cái cũng có, thành ra phương tiện bây giờ nó rất là phong phú. Thì không nhất thiết là phải đi đại hội hay có sống chung, mà là giống như mình khuyến khích được cho người ta, giống như nhiều khi cuộc đời đó, mình ở thế gian là hay bị sức hút của hồng trần, mình không tiến nó lùi, giống như là thuyền đi nước ngược vậy đó. Thành ra nếu mà có gì để mình hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, giống như là thấy mình nhà của Thoa là có tới 2 cái chuyển vô vi ha, thì mình thấy vô cũng ngạc nhiên chút. Nhưng mà thật nghĩa là tại vì cái vô vi dưới nhà là năm trước, rồi bây giờ trên này á, tầng lầu này hồi xưa nó nghèo giờ giàu ha, nhưng mà cũng có biệt thự gì đó quá sáng sảng rồi. Thì trên này thì có cái vô vi mà rộng rãi để cho bạn lên ngồi thiền, không nghe chó sủa, không nghe xe chạy, không nghe gà gáy, thì giống như một cái thiền đường nhỏ nhỏ đó. Nếu mà ở đây thì có đa xa thành phố cho nên các bạn đó không có tới được, nhưng mà thỉnh thoảng có dịp gì nào sinh nhật thầy hay là cùng dỗ ung tư gì đó thì cũng là một cách để mà mình hỗ trợ lẫn nhau. Trước trong cái chương trình là vai pháp trả pháp thì trước là em cũng có tính như vậy, để em mới xin phép ông xã em mới làm cái sẵn trên này. Mà hôm em đi Hồ Mây đó, về em bị vậy đó. Thành ra hôm nay hôm trước lâu lâu em cũng có mời bạn đạo đến để thiền chung vậy đó. Rồi ngoài ra còn dự định tương lai nào khác nữa không? Chẳng hạn như hồi nãy mình nói chuyện là với thân nhân, với gia đình, nghĩa là đại khái ví dụ nhỏ nhỏ thì giờ xã em ngồi rồi là mừng rồi, với thằng trai ngồi mà đều có lúc ngồi lúc không. Ông xã ông ngồi có làm biết màn mà 6 tháng hồi xưa thôi, bắt đầu thì 6 tháng thì làm luôn. Em hồi xưa đâu có ví dụ 6 tháng. Hồi xưa năm 76-77 gì chứ đâu, em làm đại làm luôn lần đâu có vụ. Nhưng mà như vậy bây giờ ông xã thì vô lớp la vô 6 tháng hả? Trời ơi, ổng ngồi nhiều lần lắm rồi chứ không phải là mới lần này đầu tiên. Nhưng mà hổng cũng kêu ảnh là 6 tháng rồi, thì hôm nay vô ngồi mà em thấy ảnh chưa có thiền định được. Quan trọng là nhiều khi trước hết mình nghe ban thầy giảng đi, rồi mình biết được ý nghĩa của mỗi một cái hành động, chẳng hạn như một cái pháp, chẳng hạn như vô tài ha, cái pháp phụ đó, vô tài nó ảnh hưởng kết quả là sao. Chuyện đó thì trên mạng thấy đại gì hết, chị Kinh đó, thì mình kêu là thể dục trở lương,
hoặc là người soi hồn thì tại sao chúng ta chống này chống kia, tức là ít nhất là giống như là không có làm thì cũng tìm hiểu. Yeah. Hoặc là nghe ban thầy giảng, có nghe một lần hai lần thì giờ có nghe thường xuyên không? Hồi lúc trước á là anh thích nghe băng đại hội á, thì em mở băng đại hội á. Hồi lúc trước thì trên mạng chưa có đủ vậy, rồi em bạn đạo nào đi về em mở cho anh nghe hết, và anh cũng thích nghe vậy. Rồi về cái mấy bữa mình học một cái tá cũng mở lớn anh cũng nghe, tại vì vậy là nhiều khi đó người ta nhìn cái pháp vô vi mình qua bạn đạo. Đúng rồi chị. Thầy thì điểm người ta về sẽ không có quen. Yeah. Nhưng mà bạn đạo, nếu mà gặp người bạn đạo mà cùng tần số đó và thấy hạp đó. Yeah. Thì từ từ họ sẽ thích, giống như là mấy lần như đại hội cái xong nó quen người gì kia, cái hạng nhiệt trên mạng là thoa quen với lại Huệ, Hồng Anh, Dư Thanh Sơn, Minh Thủy cho đó. Nó từ từ nó có một group. Mình nhớ hồi xưa cậu còn hay nói là cái gì đó, ăn cơm có canh, tu hạnh có bạn gì đó. Mặc dù mình là tự tu tự tiến nhưng mà nhiều khi có bạn thì nó vui hơn. Vì đối với những người mới bắt đầu đó thì nó vui hơn. Nếu mà khá giả mình thấy ở nhà chồng bác sĩ, vợ bác sĩ ngon lành quá thì nhiều khi cho ông đi bên phía bên hội trưởng á, đoàn hội trưởng đó, đoàn bên đó, đoàn hội trưởng có điểm như là mình thấy nó khác hơn đại hội bên Du Hành Đạo Pháp. Ở cái chỗ là bên đó họ có nhiều cái vui cho mấy người mới tu, và những câu hỏi nó cũng giống như giản dị hơn. Cuộc đời sống nó đang hạnh phúc, đang vui vẻ quá vậy, tại sao đi tu làm chi? Thiền là gì, tu là gì, tu có thiền, nó tương đối là nó thuộc tình tần số đại chúng nhiều hơn. Còn bên này nó hơi nhiều khi người ta thấy họ chưa có hạ tần số. Yeah. Nhưng mà điều thật sự ra bây giờ nhà em là chắc có lẽ là trời cho, thầy cho, chứ thật sự ra cái gì mà để dặn là em không có còn. Cho nên là ảnh cũng dè dặt cái đó đó. Dù những cái nhà em là tận dụng đồ cũ không à, như cái tường đồ là em mướn. Thần đèn là em xài đồ cũ hết đó chị. Kim. Rồi ảnh bệnh nữa đó. Cái phần nó quan trọng. Rồi cái với lại cái là ảnh bệnh mà ảnh đi làm, nên có lúc em đi á thì em cảm thấy nó cũng rề rứt là em bỏ anh ở nhà, em không có dám. Vậy thì thôi, ưu tiên số 1 là chữa bệnh đi ha. Tại vì nếu mà đời không xong thì đừng bước qua bên đạo. Chiều như là xe đi thì anh ham quá, em nói con em thì giờ em bán luôn mấy công đất của em để ba, chứ là mình đâu có biết ảnh bệnh hoạn như thế nào cho ba. Thôi từ từ ha, từ từ. Thôi bây giờ mình để trước khi kết thúc đó thì Thoa có lời nào nhắn nhủ nãy giờ mình hỏi không à? Giờ tiếp phiên Thoa được tự do muốn nói gì nói, có gì muốn nói mà nãy giờ chưa có cơ hội đó. Và tôi muốn là nhắn nhủ gì với những người kế tiếp? Thì bây giờ em thì cũng không biết nói cái gì nữa. Bây giờ thì nói về nếu nhắn nhủ với những người kế tiếp là như để nói như con em đi. Bây giờ cái bắt ba bạn bè mới thì em thấy cái pháp này em biết lâu rồi. Từ hồi em còn con gái thì em thấy nếu mà biết được pháp này, nắm bắt được pháp này là cái pháp rất là phải nói là pháp là chân chính. Nó khoa học, mình có thể tin được, mình để mình tập được. Thứ nhất là về thân pháp đó là mình cơ thể của mình được khỏe mạnh, rồi về tâm pháp đó là mình được phát triển chuyển về tâm linh, và mình không có còn nó bị gì, nó không có gọi là di tâm, cho nên là nó có khoa học lắm. Cho nên em thấy em nhắn nhủ với các bạn là nên tập hành pháp vô vi nhưng mà phải thường xuyên. Và cũng nên em thì hồi xưa em nghĩ ôi ở nhà, tại vì thật sự ra có em có đi ra em thấy có nhiều cái bài học với lại có nhiều bạn đạo rồi nó không có được hài lòng mình lắm đó. Có khi em muốn co ở nhà em thiện mình, thời gian không có đi đâu hết, nhưng mà em thấy đúng là tu một mình đơn độc không được, không nên. Tại vì mình sẽ học cái những cái xa hơn, những cái mình không biết, mình không thể một mình biết hết được cái này cái kia. Cho nên em thấy cũng nên gặp bạn đạo, gặp gỡ bạn đạo, đặc biệt là những anh chị đàn anh đàn chị đi trước, để mình học hỏi những cái gì mình đã qua mình không biết. Em thấy như vậy. Bây giờ có mạng là tiện nhất đó, ngồi ở nhà không cần di chuyển, không có tốn tiền. Dạ thì có bây giờ internet khắp nơi. Dạ. Vậy là kể như bây giờ mình bế mạc được phải không? Dạ.
chúc Thọ càng ngày càng tiến bộ qua mặt tất cả bà đạo khác. Tại vì bây giờ có tụi nó có điều kiện đó thì mình thì còn dở lắm, cho nên mình chỉ mong là các bà đạo khác qua mặt mình hết. Thế là em mong sao em thiền em cũng được thanh nhẹ, và những cái kết quả của em thì em được, thì em cũng cố gắng để em hành pháp thanh nhẹ, chứ qua mặt chắc em cũng không dám qua mặt. Không, tại lúc giống như chạy xe, nhưng mà lúc dạ. xe đi qua mặt là lúc khác sẽ qua mặt, tức là mình hỗ trợ lẫn nhau. Dạ. Cuộc đời em đã cố gắng đem hết nghị lực của mình để mình tu tập. Dạ. Tại vì cái sự quyết chí tu hành, những cái tâm dứt khoát tu hành của Thanh nó rất là mạnh. Dạ, em còn thì... còn nhiều khi mình cũng còn nhiều khi bận rộn nhiều chuyện đời quá. Đúng rồi chị. Ngay cả phải nghỉ nhà để mà tu hành đó mà mình cũng nghĩ không có được, tại vì mình thấy là cái lòng là dữ nhất đó. Ai khổ chắc cũng phải ráng, em nghĩ khổ quá thôi kệ ngồi đi đặng cho nó bớt rối rắm đầu óc này kia, em nghĩ vậy. Thôi chúc mừng qua xa ha. Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Kia.